Bạn đã bao giờ nghe nói về giả thuyết phù hợp chưa? Đó là nơi những người trông giống nhau có xu hướng thành đôi. Giờ đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự giống nhau giữa các cặp đôi không chỉ là da thịt. Họ có xu hướng chia sẻ nguy cơ mắc bệnh tim mạch như nhau. Một lý do khác để chấm điểm Y của bạn và vượt qua chữ T của bạn trước khi bạn thắt nút. Nghiên cứu ở Trung Quốc này được công bố trên JAMA Network Open đã xem xét huyết áp, cholesterol và chất béo trung tính của 800 cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Trưởng nhóm nghiên cứu tiến sĩ Ravi Ritnakaran, giáo sư y khoa tại Đại học Toronto, cho biết nghiên cứu nhằm điều tra các yếu tố nguy cơ tim mạch của các cặp vợ chồng trẻ mới cưới được lấy cảm hứng từ các nghiên cứu trước đây cho thấy mối quan hệ giữa nguy cơ tim mạch ở các cặp vợ chồng lớn tuổi. Tiến thêm một bước nữa, các nhà nghiên cứu này tò mò muốn biết sức khỏe tim mạch tương tự giữa các cặp vợ chồng là do nhiều năm chia sẻ môi trường và lối sống giống nhau hay do giao phối khác nhau, nơi các đối tác chọn nhau vì họ đã có chung hành vi và quan điểm sống. Đó là nơi mà dân số trẻ mới cưới xuất hiện. Các cặp đôi mới cưới được tuyển dụng từ một phòng khám sức khỏe hôn nhân. Nhiều người dự định sẽ thụ thai trong vòng 6 tháng. Các nhà nghiên cứu đã thu thập các số đo cơ bản bao gồm cân nặng, chiều cao, vòng eo, huyết áp và lipid lúc đói. Họ cũng theo dõi những phụ nữ đã thụ thai về các yếu tố bao gồm sinh non, tiểu đường thai kỳ và tiền sản giật. Sau khi điều chỉnh về thu nhập, trình độ học vấn, hút thuốc và chỉ số BMI, các cặp đôi mới cưới có cùng mức huyết áp, mức cholesterol mật độ cao và chất béo trung tính. Trong số những cặp đã trở thành cha mẹ, vợ chồng có huyết áp tâm thu và mức cholesterol mật độ cao tương tự nhau. Ritnakaran nhận xét, sự phù hợp giữa vợ chồng của các yếu tố nguy cơ tim mạch ở các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn do đó gợi ý về giao phối khác nhau như là cơ sở có khả năng cho hồ sơ yếu tố nguy cơ mạch máu chung đã được ghi nhận ở các đối tác võ thuật lớn tuổi. Ứng dụng thực tế của nghiên cứu này là gì? Nếu một người trong cặp vợ chồng được phát hiện có các yếu tố nguy cơ tim mạch tại cuộc hẹn khám bệnh, thì cũng nên đánh giá bạn tình của họ để có biện pháp can thiệp sớm thông qua đánh giá dựa trên gia đình nhằm giữ cho cha mẹ khỏe mạnh lâu hơn cho nhau và cho con cái của họ. Và đối với những người trong trò chơi hẹn hò, đừng băn khoăn. Tiềm thức của bạn rất có thể chọn được một đối tác phù hợp mà tình cờ gặp được hồ sơ tim mạch của bạn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé!